Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thể loại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá cái đầu tiên nha. Sun Quest Hero. Ok, uống nào. Wow. Biến thành luôn thành một con quỷ. Ok, mời anh bác sĩ. Rất là kinh khủng luôn. Wow, giật mình. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái thứ hai, Warzone. Let's go. Cái game này thì các bạn chơi trên máy tính nhá, thì nó dễ hơn. Còn nếu các bạn chơi trên iPad hoặc là trên điện thoại thì nó khó hơn nhiều. Nên các bạn phải cẩn thận không là sẽ chết ngay. Ok, let's go. Mình sẽ đi ăn cho con này thật là to. Đang to, đang to. Ở dưới đây bao nhiêu con to? Mình sắp gặp rồi, đây. Rất là nhiều con to luôn. Oh my gosh, quả vừa rồi đâm ngay vào đít con run này, đâm ra lại chết. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới thứ ba, Ice Cream 2. Ok, let's go. Well, it sure is silly. Well, you know what? Ah!
Wow, bây giờ thì mình sẽ phải đi cứu cô gái này. Và cô ta là bạn của mình. Let's go. Ok. Wow, ông ta không nghe gì sao? Để ông ta le. Sau đó thì mình sẽ đột nhập vào trong ngôi nhà này, lấy một món đồ cần thiết. Wow, đây không có gì. Đây rồi. Có biết ném chiếc kìm để ông ta ngơ không? Ok, ta có người. What will the ice cream? Cinema. Không có gì ở đây. Cũng không có gì. Wow, ông ta làm gần đây. Chuẩn thôi. Ủa, không biết ông ta đi đâu rồi. Ủa, ông ta nằm ở đây, đi chậm thôi. Có gì thì mình chuồn vào đây. Sang bên này, Cyprus. Let's go. Tiếp tục nào, tìm tiếp. Các bạn tìm tất cả những cái thùng rác nhá. Xem bao giờ có một cái tấm thẻ thì các bạn với thôi. Thì ở trong thùng rác này sẽ có một tấm thẻ. Đây rồi. Ông ta chưa gọi đây. Tránh nhìn ông ta. Để mình vào được bên trong này. Ok, let's go, đã vào được bên trong. What's up, Jay? I have a rare piece that I found out there. Surely you know what to do with it. If you bring me something pretty, I'll give it to you. Super cool. Sure. I could do something with this. Oh my gosh. Mình sẽ xử lý ông ta một cái lại. Ok. Sau đó thì mình sẽ lên trên này lấy một hộp thức ăn dành cho mèo. Xem một thức ăn đây đâu. Đây rồi. Let's go. Không sao cả khi các bạn có một món đồ trên tay. Cứ ném vào người ông ta thôi là ông ta sẽ ngơ. Nhưng mà các bạn nên nhớ phải ném vào đầu ông ta nhá. Nếu mà ném vào thân ông ta thì ông ta không sao đâu. Ok, let's go. Sau đó thì mình sẽ chuồn được nào. Rồi, mình sẽ tìm cái mách treo quần áo. Đây rồi. Sau đó thì mình sẽ lên trên lóc luôn. Let's go. Oh my gosh, nhảy lại thôi. Chết rồi. Quả vừa rồi ấn nhầm, đâm trượt chân.
cho ông ta leo đi. Khi lên trên này thì các bạn sẽ không phải sợ rằng là các bạn cũng sẽ phải trượt. Ok, let's go. Vứt luôn cái này đi. Sau đó thì mình sẽ mở cái này ra, chui vào bên trong. Tiếp tục. Ok. Không biết ông ta có biết chỗ này không. Mình nghi ông ta đang vào đây. Ok, ông ta chưa biết. Vậy thì mình sẽ phải nhanh chóng để lấy món đồ này. Nếu không ông ta vào trong thì mình sẽ không làm gì được. Bởi vì khi cầm một cái bình gai, nó rất là nặng, ném ông ta sẽ không vì gì. Chuột thật nhanh. Wow, may quá. Cái bình ga này thì các bạn ném ông ta sẽ không bị gì nhá. Bởi bình ga này rất là nặng. What will the ice cream maker want? Xin tới đi. Không biết ông ta đâu rồi. Đến không? Thắp cho bố ông ta không? Giờ mình sẽ phải đứng đợi. Phải đợi một chút xem ông ta có thắp lên không? Bố ông ta không thắp lên. Ok. Thì mình sẽ bảo và về cinema. Sau đó trao đổi chú mèo này đã. Và phải tìm cách để thoát lên. Let's go. Trao đổi thật nhanh. Rồi. Mình ta đây. Mình sẽ chơi ông ta luôn. Ok, let's go. Về cinema thôi. Xem tên thôi. Ok, let's go. Chờ đợi ông ta đốt nến. Ok. Bây giờ mình định giữ ông ta tiếp. Không phải sợ ông ta leo các bạn đâu. Rồi, mình sẽ chui vào đây. Sau đó thì mình sẽ lấy món đồ trong này. Ok, let's go.
ok. Đây là chiếc chìa khóa để các bạn cứu cô gái này thoát khỏi ông ta. Rồi, let's go. Ok, mình đã giải cứu thành công cô gái này thoát khỏi ông Ice Cream. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo, Ice Cream 3. Let's go. Hades. Phần này thì ông ta bắt cóc một cậu con trai. Ông ta cầm một súng định tiêu diệt ông ta, nhưng mà cuối cùng ông ta không bị gì. Sau đó lại còn bị ông ta bắt cóc. Rồi và bây giờ thì mình sẽ nhặt khẩu súng này lên và phá bỏ cái bảng máy tính này đi. Đây là một cái bảng để ông ta khóa cửa. Rồi mình sẽ vào shopping center. Rồi ok. Sau đó thì mình sẽ lên trên cầu thang. Ông ta đi được kia. Không sao, mình đã có cách. Let's go. So let's go. Camping. Sau đó thì mình sẽ phải tìm một cái bản đồ, xem ông ta giấu chiếc chìa khóa này nằm ở chỗ nào. Chỗ nào đây? Let's go. I'm going to help kids today. I'm looking for the chubby ones. I'm going to find me some chubby kids and we're gonna make some ice cream fun. Wow, không biết ta đi đâu rồi. Các bạn có thể gọi cô gái kia về, chàng trai, một cô gái về, hoặc các bạn có thể làm nhiệm vụ sau. Let's go. Đây là một cái thuốc nổ để các bạn làm nổ ở bên tay phải này. Ở đường bên phải thì bị một tấm gỗ chắn mất. Let's go. Oh, wow. Mình không để ý ông ta ở ngay cạnh mình rồi. Oh my gosh. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Ice Cream 1. Let's go. Đây là một cậu con trai. Và cậu ta cũng bị anh chàng Cream này bắt mất. Sau đó thì mình sẽ phải đi giải cứu anh chàng cậu ta thoát khỏi ông Cream này. Let's go.
con. Oh my god. Sao anh ta nhìn anh thế? Mày không sao. Ok. Các bạn phải để hết nha. Các bạn mới đi được. Rồi mình sẽ sang một quán cà phê. Mở cái cửa này ra nào. Không biết ông ta đang ở đâu. Đây ông ta đang trong ngoài. Rồi mình sẽ đột nhập ra ngoài. Vào trong luôn. Mở luôn cái này ra. Đây rồi. Ông ta đang ở gần đây. Ok, let's go. Đô Lan hôm nay làm nhiệm vụ bán cà phê. Wow. Rồi mình sẽ ra xử lý ông ta luôn. Nếu ông ta đấy. Ok. Rồi sau đó thì mình sẽ sang Playground. Ok. Và cái đồng xu này để các bạn đổi lấy một khẩu súng. Khẩu súng này thì các bạn sẽ phải dùng về sau này. Hoặc các bạn có thể mất 1-2 lần bắn súng vào ông ta. Khi các bạn bắn vào ông ta thì ông ta sẽ ngất trong vòng 1 phút. Ok, và mình sẽ thử cho các bạn xem. Let's go. Cho ông ta lên các bạn thoải mái. Đó, và ông ta sẽ ngất xuống. Ok. Sau đó các bạn sẽ làm nhiệm vụ tiếp theo. Và đây là những cái nhiệm vụ tiếp theo của các bạn. Ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Dark Ice Cream. Bật lên. Ok, nhiệm vụ này thì các bạn phải tiêu diệt hình như là tất cả 6 anh chàng, chứ không phải là 4 anh chàng như bây giờ. 6 anh chàng rồi, chuẩn. Bây giờ mình sẽ lôi khẩu súng này ra. AK-47. Sao tiêu diệt mình trước à? Let's go. Lôi luôn M4 đi. Hôm nay xem có xuyên được đôi không. Xa quá không bắn chết anh chàng này. Thế thì mình phải lại gần thôi. Mình đang bị gần đằng sau bắn. Chạy cái đó. Đây rồi, một anh chàng rất gần bắn mình. Sau đó còn hai anh chàng đấy nữa. Bắn như hấp lai luôn. Máu mình rất là nhiều, cho nên không phải sợ gì cả. Yeah. Ok, sau đó thì mình sẽ chạy vào trong đây. Thì vào lấy một món đồ. Chỗ này, như ở trong đây.
Đây rồi, một thanh kiếm samurai. Level 13. Let's go. Ok. Wow. Có ra ngoài nữa. Mình phải vào trong ngôi nhà này. Xong. Wow, level 13 rất đơn giản thôi. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Hello Ice Cream. Play. Let's go. Rồi bây giờ thì mình sẽ phải đột nhập vào trong ngôi nhà này. Mà trong này thì có ông Ice Cream này. Chúng ta coi và bảo vệ. Rồi let's go. Đây rồi. Chết, ông ta phát hiện ra mình rồi, chạy. Mình sẽ treo lên đây. Wow. Yeah. Ok. Tiếp tục. Chờ ông ta đi ra kia. Rồi, sau đó thì mình sẽ đột nhập vào. Wow. Let's go. Sẽ nằm ở trong đây. Chuẩn luôn. Sau đó thì mình sẽ phải nhảy lên trên kia. Nhảy lên trên một cái mái. Bằng cách là các bạn phải nhảy trên cái xe ô tô kia. Sau đó thì sẽ nhảy lên trên mái này. Tránh cho người ta nhìn thấy các bạn. Mà đến bây giờ ông ta nhìn các bạn cũng không nè các bạn đâu. Các bạn nhảy thật nhanh. Ok. Bằng giờ thì ông ta cũng không nè các bạn. Ok, let's go. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Scary Ice Cream. Scary Neighbor. Ok, let's go. Thì mình sẽ đi đâu đây? Oh my god, chạy đó. Hình như mình phải đi cứu cậu bé kia. Ồ, oh, đằng này đây rồi, chạy đó. What? Sao đây không chạy được? May mà không bị ông ta bắt mất. Đó, từ cái này là các bạn phải cứu một cậu bé này. Ok, help me. Mình sẽ chui vào trong ngôi nhà này, xem trong ngôi nhà này có gì không. Let's go. Đây rồi. Một chiếc chìa khóa. Ông ta đi đâu rồi? Ông ta đi tìm mình ở kia. Trong ta vẫn chưa nhìn thấy mình. Rồi, để ông ta leo mình đi. Rồi, mình sẽ đột nhập vào trong. You die. Ok, let's go. Rồi và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.